Xin chào các bạn, trận chiến đã đi đến hồi kết, Kaido chính thức bị Luffy đánh bại. Mời các bạn đón xem tập phim đảo hải tặc trận chiến Wano quốc, hồi kết, lúc này Luffy đã bị dính đòn nặng từ Kaido khiến cậu ta học ra máu. Bất ngờ cơ thể cậu ta bay lên cao rồi rơi xuống đất, trận chiến lúc này trong lâu đài vẫn chưa đến hồi kết. Luffy gần như ngã gục trước sức mạnh áp đảo đến từ Kaido, sự bàng hoàng đến từ Momosuke, Kaido đứng trước đối thủ vừa bị đánh bại. Kẻ chiến thắng chính là Kaido vua bách thú. Từ đằng xa tên CP0 đang đứng nhìn kiệt tác do mình tạo ra, Kaido tức giận nhảy đến giáng chùy từ trên cao xuống hắn ta khiến cả hòn đảo rung chuyển. Kaido càng bạo phát tức giận hơn, hắn ta hồi tưởng lại trong trận chiến của mình với Luffy lại bị tên CP0 phá hủy. Trong khi đó phía trong lâu đài khung cảnh bên trong thật hoang tàn đổ nát, những chiến binh samurai đang nhìn chiến trường thì bất ngờ Kaido hóa rồng bay đến. Yêu cầu các samurai giao nộp Momosuke ra để đầu hàng, ông trùm lúc này muốn biết Luffy đang ở đâu, Kaido tuyên bố với tất cả rằng Luffy đã chết. Tất cả đều bất ngờ bàng hoàng trước sự thật này. Đám quân bách thú thì bắt đầu hò reo như một chiến thắng vang dội của bọn chúng. Cô bé lúc này đã rơi những giọt lệ đầm nước mắt trước thông tin Luffy đã chết. Một sự thật mà không ai muốn tin đó là sự thật. Nami vội an ủi Totama rằng Luffy dù bị đánh bại thì cậu ta vẫn không thể chết được. Cô ấy định bước lên thì bị Marok ngăn cản lại. Nami vừa đi vừa lau nước mắt. Cô ấy hét lớn trước mặt Kaido rằng Luffy không hề bị đánh bại bởi Kaido. Cô ấy tin rằng Luffy sẽ sống và niềm tin mẫn liệt cậu ấy sẽ giành chiến thắng trước Kaido. Hắn ta Kaido liền định giết Nami bằng quả cầu lửa đang lao đến. May mắn Marok đã nhảy đến đỡ lấy quả cầu lửa nhưng vẫn bị nó đẩy lùi. Vụ nổ đã hất văng hai người đi. Kaido lập tức tuyên bố hòn đảo sẽ đáp tại thủ đô Wano quốc và sẽ đô hội người dân nơi đây như nô lệ của mình. Một lần nữa hắn yêu cầu giao nộp Momosuke ra để kết thúc cuộc chiến. Đám quân bách thú bắt đầu reo hò ăn mừng. Bọn chúng lao đến muốn giết Law và Kid để lấy phần thưởng. Ngay sau khi đánh bại Big Mom, Law và Kid đã kiệt quệ cả hai. Một tên lao đến thì thuộc hạ hai người lao đến kịp đỡ lấy cú đánh. Trận chiến lại tiếp tục điên cuồng hơn, em thỏ và meo meo muốn cứu mọi người vội vàng lao đến, những samurai lúc này đã bị đánh tan tác vội rút lui. Yamato ở bên ngoài muốn Momosuke cùng mình tiếp tục chiến đấu, nhưng cậu ta lại mất niềm tin khi nghe Luffy bị đánh bại, hai người bắt đầu cãi nhau. Một người muốn đánh một người muốn tháo chạy nhưng bằng ý chí của mình Yamato đã thuyết phục được Momosuke hoặc là chiến đấu hoặc chết cùng nhau, trong lâu đài Kaido đang càn quét các samurai dưới đất. Kid và Law cùng tham gia chiến đấu dù cơ thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Nhưng âm thanh cùng lời kêu gọi của Nami đã tác động đến cơ thể Luffy, những tiếng trống bắt đầu được vang lên. Chú voi già bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng trống ngày một nhộn nhịp hơn, những làn khói trắng bắt đầu tỏa ra khắp người Luffy. Chú voi già đã đợi 800 năm để chờ Joy Boy quay trở lại, cả cơ thể Luffy bắt đầu hóa trắng cùng nụ cười, một luồng sức mạnh đang tỏa ra từ cơ thể của Luffy. Mái tóc của cậu đã biến thành màu trắng, một năng lượng lớn tỏa ra khiến mặt đất nổ tung, mọi người lúc này bất ngờ cảm nhận được nguồn sức mạnh của Luffy. Một nguồn sức mạnh mới và khổng lồ đã thức giấc, cánh đó hàng nghìn km, ngủ lão tinh những kẻ nắm quyền lực của chính phủ thế giới trong tay đang lo lắng về thứ sức mạnh vừa được thức giấc. Dù ở thời đại nào bọn họ luôn muốn thu hồi trái cao su, nhưng bằng một cách nào đó trái cao su đã biến mất trước mặt bọn họ, trái ác quỷ hệ Doan đều có ý thức. Hơn hết trái ác quỷ này mang tên một vị thần, tên khác của trái cao su chính là hệ Doan, trái nhân chủng thần thoại mẫu Nika. Tương truyền kẻ nắm sức mạnh trái ác quỷ này có cơ thể cao su, chiến đấu trong ảo mộng và mang tiếng cười cho mọi người. Đó là chiến binh giải phóng. Thần mặt trời Nika, khi nó thức tỉnh sẽ mang lại thứ sức mạnh cho cơ thể cao su, là thứ sức mạnh không tưởng của thế giới. Trong khi đó tại tầng 2, tên phần quốc đang hoảng hốt trước tiếng đàn của cô gái kia. Hắn liền lươn lẹo cho rằng mình bị Kaido lừa và muốn cô cứu hắn ta. Nhưng những lời nói dối ấy giờ ai còn có thể tin hắn ta được. Cô ấy tức giận vì lời nói dối sẽ giải phóng đất nước của tên Kaido và hắn ta. Dù Odin đã nhảy múa suốt nhiều năm để giữ lời hứa với bọn chúng, dù chịu đau đớn nhưng Odin vẫn luôn nở nụ cười. Hiyori nhớ lại lúc mình còn sống cùng Odin, chiếc mặt nạ rơi xuống lộ ra gương mặt đẫm nước mắt. Tên cô ấy là Kozuki Hiyori, cô chính là con gái của Oden, cô ấy bước đến muốn giết chết hắn ta. Bất ngờ từ đâu một thứ kỳ dị bước đến, đó là Kanjuru, tên tướng quân muốn hắn giết Hiyori. Hắn ta đang cười lớn thì thứ kỳ dị kia lại đang tiến đến chỗ hắn ta. Một mồi lửa đã thiêu đốt tên tướng quân độc ác kia. Quay lại với Luffy, cậu ta đang tận hưởng thứ sức mạnh mới này. Thứ sức mạnh khổng lồ có thể đánh bại được Kaido. Với năng lực có thể biến bất cứ thứ gì thành cao su. Một luồng sét đã đánh thẳng xuống tầng hầm, Luffy nhảy lên cao rồi ném cánh tay mình xuống bắt con rắn lớn Kaido kéo lên trên. Luffy hóa lực sĩ tung loạt cú đấm vào mặt hắn ta. Ngay sau đó là một cú xoay tròn rồi ném từ bên này sang bên kia. Đầu Kaido lúc này đã xuất hiện một khối u lớn, Luffy thì cười thích thú sau màn tấn công kia, Kaido liền đáp trả bằng hỏa cầu lao đến. Luffy liền sử dụng cách đánh lập dị của mình đẩy quả cầu lửa trả lại cho Kaido khiến hắn ta thành một con rắn nướng cháy đen xì. Kaido liền xin lỗi vì sự cản trở của tên CP0 đã khiến trận chiến bọn họ bị phá tan. Nhưng giờ với sự hồi sinh của Luffy, bọn họ lại tiếp tục một trận chiến sinh tử mới. Cả hai lập tức lao đến quyết chiến thắng trận chiến này.
Lúc này Kaido nhận thấy năng lực của Luffy có khả năng tác động đến môi trường xung quanh như trái siêu nhiên, tuy nhiên lại có sự biến đổi như đặc tính hệ doan. Ông ta đột nhiên lao đến nuốt lấy Luffy vào miệng mình. Với sức mạnh của mình, Luffy dùng hai tay nâng hàm Kaido lên nhưng ông ta lại nuốt cậu vào bụng. Bên trong lợi dụng tính đàn hồi của mình, cậu ta liên tục tấn công dạ dày của ông ta khiến Kaido vô cùng đau đớn. Từ một con rồng thon dài giờ đây lại giống như quả bóng bay khiến Kaido vô cùng tức giận và hối hận khi nuốt anh lù vào bụng. Bên trong Luffy vừa thấy ánh sáng thì cậu liền thò hai cái tay ra ngoài nhờ lực đẩy anh lù đã thoát ra khỏi miệng Kaido một cách an toàn. Yamato cùng Momosuke vừa chạy đến nơi thì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng không tưởng trước mặt, không ngờ từ trong đám mây một Luffy khổng lồ xuất hiện. Kaido đột ngột lao đến cắn vào vai Luffy, cậu tung một đấm đánh bay ông ta, sau đó lại túm hai đầu Kaido rồi quay như chiếc dây rồng. Cả hai lao xuống với vận tốc cao thì Kaido bất ngờ tấn công đánh bay Luffy bay ra xa, Luffy lập tức chạy trong không khí lao đến Kaido với vận tốc lớn. Kaido vội vàng nhảy xuống mặt đất khiến những người bên dưới bị đất đá đè phải. Bên trong cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt, Kid và Law trong hoàn cảnh này lại tiếp tục cãi nhau, vừa cãi vừa chiến đấu. Tất cả mọi người ở đây đều đặt niềm tin rằng Luffy sẽ giành chiến thắng. Lúc này Luffy lao đến toàn lực tung cú đấm. Kaido cùng đáp trả bằng cây chùy của mình. Một tiếng nổ lớn vang lên, gương mặt của Luffy rơi xuống khiến tất cả phải hoảng hốt lòi những con mắt bất ngờ. Cậu ta vội thoát ra khỏi cửa hang thì cơ thể của mình bắt đầu thu nhỏ lại. Kaido nhìn Luffy và nghĩ rằng cậu ta đã đến giới hạn của mình. Đột nhiên cơ thể Luffy trở nên già nua và yếu đuối, Kaido cùng ngã quỵ sau trận đấu vừa rồi. Dù vậy ông ta vẫn quyết tâm giết chết Luffy, nhưng Luffy cười khoái chí rồi đứng dậy, vì cậu ta cho rằng tất cả chưa phải là kết thúc, nhớ lại như người bạn tại Wano quốc này. Ý chí và sức mạnh của cậu ta lại một lần nữa bùng phát, Kaido cười lớn với vẻ đắc ý, từ trong nắm đấm một nguồn năng lượng tỏa ra khắp cơ thể của Luffy. Một màu sắc sức mạnh không ngừng tuôn trào, cậu ta dùng hết tốc lực lao thẳng đến ông ta. Kaido bất ngờ vung chùy vào đầu cậu ta khiến cả gương mặt biến dạng, ông ta lại lập tức lao đến đánh vào đầu cậu ta xuống mặt đất. Nhưng với sức mạnh của mình Luffy phản đòn rồi sử dụng cánh đánh tự do của mình khiến Kaido phải bất ngờ, lợi dụng sức mạnh Luffy biến mảnh đất thành cao su tạo thành một vòng cung. Từ trên cao Luffy lao xuống tấn công thẳng vào người ông ta khiến Kaido văng ra đất, từ xa Luffy lại lao đến tung một đấm thẳng mặt Kaido đánh bay ông ta về phía ngọn núi kia. Sau cú đánh kia Luffy lại ung dung tự nghĩ về tuyệt chiêu vừa rồi. Kaido vừa dậy sau cú đánh đã thắc mắc liệu Luffy thực sự là ai, nhưng Luffy nói cậu là Monkey D. Luffy, là vua hải tặc tương lai. Lúc này Kaido đang ngày càng tức giận hơn, những thứ ông tạo ra đang bị phá hủy không thương tiếc, từng tên thuộc hạ của ông ta đều bị đánh bại. Hai bên mặt đối mặt chuẩn bị trận chiến tiếp theo, Kaido lập tức lao đến vung chùy nhưng cơ thể Luffy nhận tất cả đòn đánh nhưng không hề ảnh hưởng. Cậu biến thành một quả bóng lao đến giáng hàng loạt cú đánh từ mọi nơi giáng vào Kaido khiến ông ta phải nôn ra máu. Nhưng đột nhiên bọn họ nhận ra bên dưới lâu đài lửa đã bao trùm tất cả, hàng ngàn người đang bị kẹt bên trong lâu đài. Nhưng Luffy lại rất tin tưởng bọn họ sẽ thoát ra một cách an toàn. Luffy biến thành một cổ máy lao đến, Kaido vung một chùy may mắn Luffy đã né kịp. Cậu ta vội nhảy qua người ông ta rồi bay lên trời, trong khi đó Chopper đã gặp lại Nami và hai người khác, bọn họ giờ đang bị thất lạc những người còn lại. Nami vội động viên tất cả sẽ vượt qua thử thách này, tại tầng 8 của lâu đài, các samurai và băng của Law đang chạy khỏi đám lửa. Nhưng bây giờ đâu đâu cũng là đám lửa cả, tại tầng hầm Brook và Robin cùng những người còn lại của gặp cảnh tương tự, đột nhiên ba samurai từ đâu lao ra. Nhìn thấy Brook bọn họ tưởng ông ta bị lửa thiêu chết vội chắp tay cầu nguyện, tại tầng 4 Jinbei và Raizo vội đi cứu mọi người, Raizo ông ta muốn dập tắt ngọn lửa này và cứu mọi người. Trong khi đó Sanji đang dẫn theo các cô gái chạy trốn nhưng đều bị chặn lại bởi đám lửa, một cô gái suýt bị trần nhà đè sập thì được Sanji cứu kịp thời. Tại tầng hầm tên tay dài đang hối gả khổng lồ phá tường để mình thoát ra ngoài. Nhưng ngọn lửa quá lớn bọn chúng đang bị mặc kẹt lại, từ xa nhóm Usopp, thấy vậy Usopp vội bắn ra bông hoa để dập tắt đám cháy. Nhưng nó nhanh chóng bị thiêu rụi, bên này Franky đang cổng Zoro cùng những người khác chạy trốn nhưng đâu đâu cũng là ngọn lửa. Quay trở lại chỗ Jinbei, hai người đang đứng đối diện nhau, từ ngày lâu đài bị thiêu cháy trước kia. Raizo đã chuẩn bị nhẫn thuật để phòng hờ, khi chú voi già dùng vòi của mình phun nước lên cơ thể để tắm rửa. Raizo đã lấy lượng nước này để đếm vào cuốn trục của mình, một dòng nước phun ra từ đó. Nhờ Jinbei đẩy nguồn nước lớn này đi khắp lâu đài, dòng nước đã bao phủ khắp nơi. Quay trở lại với Luffy, cậu ta đã nắm lấy tia sét rồi cùng nó lao xuống tấn công. Kaido không chịu đứng yên liền nhảy lên tấn công, nhưng với tốc độ của mình Luffy đã tấn công liên hoàn vào ông ta khiến Kaido rơi xuống. Nhanh như chớp Luffy bay đến nhưng lại bị Kaido vung chùy đánh bay. Cậu lại quay một vòng rồi lao vào đánh bay ông ta văng ra xa, một cú đánh từ trên cao đánh Kaido lộn đầu xuống mặt đất. Ông ta bất ngờ tung trưởng thổi bay Luffy. Cậu ta nắm được tia sét biến nó thành cao su đẩy Luffy bay về phía Kaido nhưng lại bị đánh bay ra xa. Nhìn thấy đám mây Luffy tung đấm hàng loạt tia sét xuất hiện lao vào Kaido tấn công. Từ trên cao Kaido lăn xuống đánh anh lù bay xuống đất. Tức thời Kaido xuất hiện vung chùy làm Luffy bay ra xa. Ông ta lao đến giáng đòn đánh bay Luffy xuống đất.
Từ trên cao, Kaido tung toàn lực tạo ra một vụ nổ chấn động cả bầu trời. Trong khi đó, tại thủ đô Wano quốc, người dân đang ăn mừng lễ hội. Người dân bắt đầu thả đèn lồng lên bầu trời. Từ đằng xa, Kaido đang đắc ý sau cú đấm. Ông ta bất ngờ nhận ra cánh tay Luffy đang nắm lên người mình rồi kéo ông ta đi. Kaido vội biến thành con rồng lớn tấn công bằng phi đao. Sau đó là ngọn lửa khổng lồ thiếu đốt cậu ta. Bên trong lầu đài, những samurai đang bị ngọn lửa bao vây. Bọn họ đã sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm. Trở lại với cuộc chiến của Luffy. Từ trên cao, một nắm đấm khổng lồ lớn hơn cả hòn đảo bay kia xuất hiện. Luffy hét lớn muốn Momosuke đem hòn đảo tránh sang một bên để tránh nguy hiểm cho thủ đô Wano quốc. Kaido nhận thấy điều đó, ông ta vội biến thành một con rồng lớn hơn bằng ngọn lửa của mình. Lúc này Kaido lao đến Luffy liền tập trung sức mạnh vào cú đấm. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau tạo thành một luồng ánh sáng cực lớn. Tất cả samurai đều cổ vũ Luffy chiến thắng. Từ rất lâu, tên tướng quân cùng Kaido đã giết hại biết bao người dân thường. Cuộc chiến đã nổ ra, những người phản kháng đã bị Kaido thiêu chết, những người còn lại thì bị bắt đi khổ sai. Bóng đen đang bao phủ cả vương quốc này. Bất ngờ những quả táo kỳ lạ được đem đến dân chúng, nhưng không ngờ những người dân ăn táo bắt đầu cười điên dại không ngừng. Tên tướng quân đã cho người dân ăn những trái táo bị lỗi, những tên lãnh chúa thì ăn sung mặc sướng, trong khi những người dân thì chịu cực khổ. Giờ đây tên tướng quốc muốn giết luôn con gái của Odin để trong gang tấc. Đèn Zoro đã chém đầu tên tướng quân và cứu được cô ấy. Lúc này Luffy và Kaido đang đối đầu nhau. Momo lúc này đang bị mất phương hướng nhưng nhớ lại sự động viên của cha mẹ mình, cậu ấy đã quyết tâm vững vàng. Giờ đây Luffy đang dùng toàn lực vào cú đấm khiến miệng ông ta phải há hốc. Kaido nhớ lại Oden từng muốn khai mở đất nước để chào đón Joy Boy. Kaido nói rằng bản thân biết Joy Boy là ai. Luffy đang dồn toàn lực vào cú đánh. Momo cũng đang ra sức nâng cả hòn đảo bay đi. Ngọn lửa trong lâu đài đang dần được dập tắt, mọi nơi đều được dòng nước bủa vây. Cả hòn đảo bắt đầu nghiêng đi và rơi xuống. Momo liền liên tục tạo ra những đám mây để đỡ lấy hòn đảo đang rơi xuống. Nhưng trận chiến của Luffy và Kaido vẫn chưa ngã mũ. Với ý chí của mình, cú đấm của Luffy đã đẩy lùi Kaido, phá hủy sức mạnh bên ngoài của ông ta, và giáng cú đấm khổng lồ lao xuống với sức mạnh khủng khiếp, khiến Kaido lao xuống mặt đất, chính thức bị đánh bại. Luffy đã chiến thắng trong trận chiến này. Kaido đã nói rằng người đánh bại được ông ta chính là Joy Boy. Thủ đô Wano quốc đã an toàn, cuộc chiến đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy video này thế nào? Xin mời các bạn đánh giá tại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên cho chúng mình một nút like và share, cũng như bấm nút đăng ký kênh Tớ Review Phim nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu quý của Tớ nhé. Bye bye các bạn.